Mình xin chào cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ hai món ăn nha. Ở đây là gỏi bắp cải. Bắp cải mình bào ra rồi mình rửa cho sạch để rổ cho ráo. Ở đây là hai trái cà chua mình sắc mỏng. Ở đây là tàu hũ, đậu hũ mình đã chiên rồi. Đây là bìa cộng tàu hũ ki mình đã chiên giòn lên rồi, để lát mình trộn vào đây. Ở đây là nấm. Nấm bây giờ mình cũng sơ chế xào sạch sẽ rồi, giờ mình chiên lại cho nó giòn nha, rồi mình sẽ trộn nha. Mình làm tới đâu mình sẽ chia sẻ tới đó. Bây giờ mình lấy cái chảo mình cho nấm nha, tỏi ớt nha. Mình cho vào một xí dầu ăn nha. Mình cho khóm vào. Này nấm xào khóm nha. Nấm xào khóm rồi cần. Mình cho vào một chút xíu đường, khoảng nửa muỗng cà phê đường nha. Cho nó thấm khóm nó mới ngon. Còn nấm này mình xào cho nó teo rồi, chứ không có xào giòn. Cho dưa leo vào. Nay món đơn giản dễ làm các bạn ơi, như vậy mà ăn cũng ngon lắm rồi. Cho vào chút xíu bột nêm, chút dầu hào, cà chua và cho vào đây miếng tương ớt. Cho vào khoảng một muỗng canh nước. Các bạn nào, cô chú nào mà thích ăn có độ mà hơi lền lền á, thì mình pha vào chút xíu bột năng mình bỏ cho vô cũng được nha. Cậu này mình cho một miếng tương ớt là nó đã hơi lền lền nước rồi. Nó đã thấm cái những cái nguyên liệu mình đã thấm nó ngon rồi. Cho hành tây vào. Cho hành tây vào, mình cho cần tàu vào luôn nha. Hồi nãy mình cho hành tây vô, không biết mình có bấm máy rồi mình cũng quên. Cách này hay quên quá cô chú ơi, anh chị em ơi. Cuối cùng mình sẽ cho tàu hũ phi cộng chiên giòn vào. Ngon quá. Mình cho vào một xí tiêu nha. Nhà có bé thì mình cho tiêu ít. Rồi như vậy là giờ mình đã cho ra dĩa là vừa rồi. Mình nêm nếm vậy rất là vừa ăn. Nhưng mà cô chú anh chị em cứ nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình của mình nha. Có nhiều bạn nói cô Tư bình luận, nó cô Tư sao cô Tư làm một ngày hai ba món nó cô Tư ra cũng được 2-3 clip rồi. Cái nó thôi kệ, nó giờ mình chia sẻ được bao nhiêu chia sẻ, nhớ đâu mình làm tới đó. Sợ mình không có thời gian chia sẻ một món, sợ mình không có thời gian, tại mình giờ hay quên lắm rồi. Giờ mình nhắc xuống mình làm món thứ hai. Nè cô chú anh chị em thấy ngon bốc khói luôn. Bây giờ mình sẽ đi trộn một miếng gỏi để mình ăn nha, chua chua ngọt ngọt cho nó ngon miệng nha. Bây giờ món thứ hai mình đã sắc cà chua cho sắc lát mỏng và bắp cải. Đó. Mình sẽ trộn. Mùi gai, mình cho thêm vào. Ăn có vị chua chua cho nó ngon. Cái này đậu hũ mình đã chiên sẵn rồi nha. Đậu hũ phi cộng mình cũng chiên sẵn rồi. Mình chừa ra mấy cọng lát mình để lên trên cho nó ngon.
Đây là nước mắm mình làm sẵn nha, mình làm sẵn mình cho vào tủ lạnh, khi nào ăn thì mình lấy ra mình trộn nha, nước mắm trộn gỏi nè. Mình cho vào. Hai muỗng rưỡi thôi nha. Đây có tương hợp. Mình cho đậu phộng vào. Các bạn, cô chú có hành phi á, mình phi mình trộn trộn vô cho nó ngon nha. Hành phi, tỏi phi cũng được hết á. Bữa nay nhà mình hết rồi, mình không có đi chợ được nên hành tỏi rồi cũng hết rồi. Nên mình không có phi, mình cho vào nha. Phi hành phi cho vào nó ngon lắm, nó thơm. Rồi như vậy món ăn của mình đã vừa ăn rồi, cô chú cứ nêm nếm lại khẩu vị gia đình mình nha. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa. Giờ hai món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc cô chú anh chị em làm mấy món này ăn ngon miệng, đơn giản dễ làm mà rất là ngon nha. Cái này chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cô chú cứ nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình nha. Ăn với này nó giòn rụm. Còn này là mình xào nè. Xào khóm, xào cà, đồ cần, đồ xào nấm đồ. Rất là ngon nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà vui vẻ, bình an và hạnh phúc.